Tập 16. Mau đi thôi, đến bệnh viện. Chủ tịch chỉ tạm thời huyết áp cao, nhưng mà vẫn phải ở bệnh viện quan sát thêm 2-3 ngày nữa. Xin lỗi, chủ tịch tạm thời không tiện gặp cậu. Gia Thượng à, có phải vì chuyện của anh và em hay không? Không phải đâu, đừng nghĩ quá nhiều mà. Anh ở lại đây với ông, hay là em về trước đi? Không sao đâu, em muốn ở bên anh thôi. Được, vậy thì em đợi anh. Anh đi mua ít đồ đi. Biến chuyển động trời, Tô Y khắc tinh mặt sẹo lại là người bị hại. Bởi vì tổng giám đốc bá đạo âm thầm chịu đựng, hôm nay lại là một ngày khóc vì tình yêu đẹp. Người bị chuyện kia nhất định là ghen tị rồi, tâm lý chặn dẻo quá mà. Ghê vậy hay sao? Mộc Hiểu, Cao Tổng à, anh nói cái gì vậy? Cô Tô à, xin lỗi, tôi có thể đã nhìn nhầm người. Tô Y, chào mừng cô gia nhập Lý thị. Từ lúc không còn xem cô là tình địch, sao tôi càng ngày càng nhìn thấy cô thuận mắt nhỉ? Chị bạn đi, đừng có như vậy nữa. Tuyệt đối đừng gọi tôi là chị bạn đi. Sau này tôi có thể sẽ trở thành em dâu của cô đó. Được được. Cô không biết gương mặt giàu collagen đàn hồi thế nào đâu. Giám đốc Tô, giám đốc La, có gì gấp, từ từ nói. Video quảng cáo trước đây chúng ta đặt nữ chính Cố Sa muốn hủy hợp đồng. Cái gì? Chẳng phải là sắp ký hợp đồng rồi hay sao? Không sao, để tôi đi cho. Trước đây tôi đã trao đổi với người quản lý của cô ấy mấy lần. Chu Tổng à, vậy thì anh xem lại hợp đồng xem còn vấn đề gì nữa hay không. Xin lỗi, mấy ngày đó chúng tôi thật sự đã kính lịch quá rồi. Tôi thấy là Lâm Tư cướp lịch phải không? Giá Lâm Tư đưa ra cao hơn công ty cô gấp 3 lần. Công ty của chúng tôi không thể không suy nghĩ về vấn đề lợi nhuận được. Lợi nhuận thì cũng phải chia thành kiểu đầu tư và kiểu hao tổn. Lâm Tư trước giờ đều chỉ hợp tác một lần, dựa theo độ nổi tiếng thường xuyên thay đổi người. Nhưng mà hợp tác với Lý Thị thì sẽ có thể nâng cao giá trị dư luận tổng thể của Cố Sa, mang đến nhiều lựa chọn về hợp đồng sau này hơn. Mà hơn nữa, công ty của anh cũng không chỉ có một nghệ sĩ là Cố Sa phải không? Lý Thị chúng tôi cũng không ít dòng sản phẩm cao cấp đấy. Vậy chúng tôi sẽ suy nghĩ lại. Tôi tin sự lựa chọn của anh khẳng định sẽ giống với chúng tôi. Xin chào Cao Tổng, tôi là người quản lý của Cố Sa. Chúng tôi đã đặt lịch quay video quảng cáo cho Lâm Tư. Đến rồi hay sao? Ngồi đi, cùng tập nào. Hít vào, thở ra. Chuyện đó chúng ta hít vào, vươn người, phải mềm mại. Giữ thăng bằng,
kiên trì rèn luyện. Cao Tổng à, hay là chúng ta cứ làm theo những gì đã bàn đi, được không hả? Được. Lần sau chúng ta vừa hát vừa nói chuyện đi. Tôi thích hát hơn. Rảnh rỗi thì phải chăm chỉ rèn luyện chứ. Dạ được, nhất định, nhất định mà. Bởi vì tôi không biết. Hai ngày trước chị đã gặp chú ở bệnh viện. Chú sao? Ông ta xứng hay sao? Dù thế nào đi nữa thì chú ấy cũng là người nhà họ Lý. Chị vẫn luôn ở nước ngoài. Mấy năm nay quan hệ giữa em và chú, em biết vì sao ông ấy lại ngăn cản sản phẩm mới ra mắt thị trường, chính là để dành chút thị trường cho Lâm Tư. Nhưng mà chú, chị à, mẹ Cao Mộc, giám đốc Tô chuẩn bị họp rồi. Được rồi. Mộc Hiểu, ông nói cái gì chứ? Xin lỗi nha, tôi có thể đã nhận nhầm người rồi. Tìm em nửa ngày rồi. Cảm ơn. Ở đây nhìn xa xăm vẫn còn giận hay sao? Trong lòng của anh, em nhỏ mọn thế hay sao chứ? Được rồi. Để chào mừng em đến Lý Thị, anh có một món quà tặng cho em. Không phải lại là hoa chứ? Thật sự không thực dụng. Còn phải trơ mắt nhìn nó khô héo. Tổng giám đốc Lý lại mua đồ chơi mới hay sao? Tặng cho em đó. Món quà quý giá thế này em không nhận đâu. Tài sản của công ty cho em mượn đấy. Chắc không phải em chưa có bằng lái xe chứ? Tất nhiên là em có rồi. Có bằng lái xe nhưng mà không biết lái xe. Tay lái lụa ở Hoa Sa Gia. Anh cứ đợi mà coi. Đây không phải là Nhật đâu. Trên xe có dép lê. Nhớ thầy đấy. Đừng căng thẳng quá. Đằng trước rẽ phải sẽ ít xe hơn. Gia Thượng à, anh giúp em nhìn coi bên phải có xe không. Đèn xi nhan đi. Cái kia. Ở đây nè. Cái này. Phải rồi. Phanh xe, phanh xe. Phanh lại. Phanh xe đi. Phanh lại đi. Từ từ. Em không sao chứ? Gần đây lại nóng trong hay sao? Em đi xem thử xe. Không sao đâu. Người không sao là được. Chúc ngon miệng, cảm ơn.
Chúc em thức tịch vui vẻ trước. Vậy thức tịch thì sao? Anh muốn cùng em ở nhà. Có phải là lợi cho anh quá rồi hay không? Thế nên anh còn chuẩn bị một món quà khác. Gì thế? Anh đã bảo Trịnh Hòa đi điều tra dự án đầu tư và sổ sách giữa tập đoàn Lý Thị và trung tâm nghiên cứu Lý Mộc. Em về nước là mục đích này đúng không? Điều tra xem rốt cuộc ba của em có tham ô hay không. Nếu như bị hãm hại thì kẻ hãm hại nhất định sẽ để lại dấu vết trên sổ sách. Yên tâm đi, anh nhất định sẽ giúp cho em. Đang làm gì thế? Dương Dương à, tôi đang làm tăng ca. Lý Gia Thượng đã bắt đầu nghi ngờ. Dữ quá à. Tôi không cần phải nghĩ hoạt động marketing video thất tịch. Tôi đến tìm Tô Tường Thái chơi game là bị anh ấy ép ở đây tăng ca. Tăng ca cũng phải có tâm trạng tốt, nhưng mà đói bụng quá đi. Ăn phân thì không mất tiền đâu. Y Y, sau khi cậu công khai tẩy trang, có lừa được kẻ tình nghi nào hay không? Trước mắt, kẻ khả nghi duy nhất chính là Cao Mộc. Trương Bác và Sở Mặt đều chỉ là cảnh báo mình thôi. Cao Mộc, buổi tiệc lần trước, người cầm mặt dây chuyền dọa cậu, ông chủ của Lâm Tư hay sao? Phải rồi. Sau khi buổi họp kết thúc ở bệnh viện, ông ta còn nhằm vào mình gọi Mộc Hiểu. Vậy thì lạ quá. Chẳng lẽ lại là người quen cũ của cậu? Cậu có cần thử dò hỏi ông ta hay không? Chào Cao Tổng. Cuối cùng đã đợi được cô đến. Bởi vì tôi đang nghĩ, trên đời này sao lại có hai người giống nhau đến như vậy? Mục đích cô về nước tôi đã biết. Vậy nên tôi khuyên cô, không cần khuyên. Thật ra cô biết, tôi là chú của Lý Gia Thượng. Nhưng mà tôi không phải họ Lý. Bởi vì tôi là con riêng. Tôi cũng từng là người phụ trách trung tâm nghiên cứu Lý Mộc. Nhưng mà nhà họ Lý vẫn không chịu nhận tôi. Cái nhà họ Lý này quả là quá đáng sợ. Cô và ba của cô không phải là người bị hại duy nhất. Tôi nhớ trong buổi tiệc, ông từng cho tôi xem mặt dây chuyền này. Cái đó là tình cờ nhặt được thôi. Sau đó không biết đã dứt ở đâu rồi. Nhớ lại thời gian lúc đó, quả là rất tươi đẹp. Tôi và ba mẹ của cô là bạn rất thân. Tôi nhớ ba mẹ cô còn dẫn theo cô lúc ấy cao như thế này này, để tụ họp với chúng tôi. Tất nhiên, lúc đó cô có thể còn quá nhỏ, cho nên không còn nhớ tôi nữa. Tôi quả thật không còn nhớ gì hết. Sau vụ tai nạn xe đó thì tôi đã mất trí nhớ. Cao, chú Cao, sao ông biết tôi chưa chết vậy? Chuyện này tôi có thể nói với cô, nhưng mà cô phải hứa với tôi không nói với người nhà họ Lý. Bởi vì tôi không muốn gặp rắc rối nữa. Tôi hứa với chú.
Thực ra, lúc đó tôi vẫn nghi ngờ Trịnh Nghĩa đã làm giả báo cáo giám nghiệm tử thi. Tôi đã lắp một camera ở phòng làm việc của Trịnh Nghĩa. Cô đừng trách tôi quá bỉ ổi. Người đã già rồi sẽ nhát gan lắm. Thế nào thì cũng phải nghĩ cách bảo toàn mạng sống. Tôi biết cô đã hành động rồi. Thế nhưng tôi chẳng điều tra được gì hết. Cô xem cái này trước đi. Bác Trịnh à, đây là rượu Hạ Thiên mang từ nhà máy rượu ở Pháp về. Với phong cách của chị cháu, chắc chắn sẽ không mua đồ rẻ đâu. Bệnh nhân nằm viện, bệnh viện đều sẽ tận tâm tận sức. Sau này đừng có quá tốn kém. Nếu là vì chuyện của ông thì đã không chỉ tặng mấy thứ này đâu. Bác xem, hôm nào bác rảnh rỗi đến nhà ăn bữa cơm đi. Ý tốt của cháu bác nhận. Đợi qua thời gian này rồi lại nói đi. À phải rồi bác Trịnh, cháu còn một chuyện muốn hỏi bác. Đây là báo cáo giám nghiệm tử thi năm đó Trịnh Nghĩa làm mà Cao Mộc gửi cho mình. Chuyện này còn phải giấu Trịnh Hòa đó. Trịnh Hòa không nói với người ngoài đâu. Nhưng mà dù sao cũng liên quan đến ba của anh ấy. Mà chúng ta cũng không biết rốt cuộc viện trưởng Trịnh dính líu bao nhiêu. Gia thượng, sao em lại tới đây? Chẳng phải nói là đi làm thủy liệu Pháp sao? Vậy nên em đến đón Dương Dương tan làm. Ai ngờ đột nhiên đến kỳ rồi. Thế nào, anh muốn kiểm tra không? Không cần, không cần. Được rồi, có muốn về với em hay không? Từ Thái nói nấu xong cơm rồi. Anh không đi đâu, anh ở lại với ông của anh. Vậy thôi, em về trước nha. Cô lấy được ở đâu thế? Cái này chỉ có thể chứng minh suy đoán trước đây của chúng ta. Như thi thể, thi thể thay thế cô ở đâu ra? Cô còn nhớ danh sách người quyên tặng xác của trung tâm nghiên cứu Lý Mộng không? Ý anh nói là danh sách tìm thấy ở kho quản lý hồ sơ của Lý Thị. Đúng, tôi có chụp ảnh. Bây giờ nhìn thấy thế này chẳng nhìn ra vấn đề gì hết. Cô gửi số tài liệu này cho tôi, tôi quay về nghiên cứu cẩn thận. Không uống nữa hay sao? Tôi về làm việc đây. Thanh toán đi nha. Cậu chắc là nơi này chứ? Chắc chắn. Số điện thoại trước đây lấy danh nghĩa Sở Mặt hẹn tôi đi ra ngoài. Điều tra được là đến từ đây. Được rồi, cậu đừng có quấy rầy tôi đón Tết nữa. Bye bye. Lão Tống à, trả 50 đồng là được rồi. Được, cảm ơn. Tôi nhất định đưa nước kia tới. Anh chàng đẹp trai, cậu mua gì chứ? Tôi lấy chai rượu kia. Thật tinh mắt quá. Đây là rượu ngon nhất ở cửa hàng chúng tôi, 988 đồng. Ông chủ, bình thường đều chỉ có một mình sao? Tất nhiên rồi, là buôn bán nhỏ còn mệt hơn đi làm nữa, bận lắm. Muốn đi cũng không được. Phải rồi, gần đây có ai mượn điện thoại của anh hay không? Mượn điện thoại hả? Không có. Mà hình như có một người mua đồ xong nói là điện thoại hết pin, cho nên tôi có cho người đó mượn. Tầm khoảng khi nào? Không nhớ.
Hình như là khoảng 2-3 tuần rồi. Anh còn nhớ người đó trông như thế nào hay không? Trời nóng quá, còn đeo khẩu trang đen kín mít. Tôi ấn tượng với điều này nhất. Người đó có đặc điểm gì không? Chắc chắn là một bác sĩ. Trên người có mùi nước khử trùng rất nồng. Vậy nhất định là có liên quan tới Trình Nghĩa rồi. Cảm ơn. Cứu em. Y Y. Em ở đây. Tôi Y à. Ở đây, mau đến giúp em đi. Ở đây liền không thấy đâu nữa. Em tìm cái gì? Gia Nhất biến mất rồi. Anh làm cho em một cái nữa, được không? Vậy thì không phải là Gia Nhất mà là Gia Nhị rồi. Vậy thì anh sẽ làm thêm một cái cho em nữa, được không? Sợ nhất phụ nữ đặt tên cho búp bê. Búp bê có tên rồi, sẽ biến thành người luôn đó. Tô Tường Thái, chị hỏi em một lần cuối cùng, rốt cuộc em có từng nhìn thấy Gia Nhất của chị hay không? Không thấy, không thấy. Đã nói là không thấy rồi. Em đi mua đồ ăn, không làm chướng mắt hai người. Không sao đâu. Biết đâu lát nữa sẽ xuất hiện thì sao? Tôi Tường Thái, em quay lại đây cho chị. Không sao, có thể là lần trước anh bay không chắc. Lần này anh bay lại là được rồi. Nhưng bây giờ, chỉ khi Gia Nhất ở bên cạnh thì em mới có thể không gặp ác mộng thôi. Vậy trước khi anh bay xong thì em phải làm thế nào đây? Anh hỏi em một chuyện. Chuyện gì? Em có phát hiện ra Gia Nhất được bay dựa theo anh hay không? Tất nhiên, nó khẳng định không đẹp trai bằng anh. Trước khi bay xong, ngày nào anh cũng ở bên em hết. Hay là em dọn đến chỗ của anh ở đi. Vậy thì anh không cần phải lo cho em nữa. Vậy Tường Thái phải làm thế nào đây? Vào đi. Tổng giám đốc Lý, đây là những nơi mà cô Tô từng đến trong vòng 24 tiếng. Đi làm việc đi. Cao Mộc bảo tôi đi tìm Trịnh Nghĩa, sau đó tìm Đinh Hằng điều tra Trịnh Nghĩa. Thế nên bây giờ Trịnh Nghĩa là manh mối lớn nhất của họ. Rốt cuộc ông ấy có bí mật gì chứ?